Rồi, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình vào buổi tối ngày hôm nay nha. Thì mình có nhận được yêu cầu một số bạn nói là làm cái video chỉ cho các bạn cái cách mà vào trong cái BIOS cũng như là nghịch ngợm bên trong cái BIOS đó. Đó, thì sau khi mà có những cái bạn mà comment ở phía dưới cái video nói là mình làm cái video mà vào trong BIOS á, thì lại có bạn khác nói là đừng có vào BIOS, hư máy đấy. Đó, có bạn thì nói như vậy, còn có bạn thì lại nói vậy này: ông này ông từng bị hư một cái laptop 20 triệu về cái tội nghịch cái BIOS rồi, đừng có nghe theo ông. Các bạn nghe khoái không? Khoái lắm. Thì nói cho bạn nghe nè, tôi làm nghề kỹ thuật viên máy tính mà, cho nên cái chuyện mà xin nghề tự nghiệp á thì cũng phải thôi, đúng không? Tôi làm biết bao nhiêu cái máy rồi, hư cũng rất là nhiều luôn rồi, nhưng mà hư rồi sao thì tôi mới có được cái kinh nghiệm, và cho đến ngày hôm nay tôi mới ngồi tôi chia sẻ cho các bạn. Và cái chuyện mà hư á thì hầu như chúng ta không ai mong muốn cái điều đó cả, nó hư là cái chuyện mà gọi là may rủi mà thôi đấy. Cho nên cái vấn đề mà sửa máy tính á, các bạn vẫn phải biết một chút xíu về cái BIOS nha. Chứ nếu các bạn không biết về gì về BIOS á, các bạn không có làm ăn được gì đâu, tôi nói thật. Còn các bạn mà cứ nghĩ cái chuyện mà cài Windows với nâng Windows mà không cần vào trong BIOS á, thì nó chỉ là đối với những cái trường hợp mà gọi là rất là cơ bản thôi nha. Tôi nói nhấn mạnh đây là những trường hợp rất là cơ bản, và những cái trường hợp mà gọi là nó thật là suôn sẻ đấy thì bạn mới không cần phải vào trong BIOS thôi. Còn có rất là nhiều trường hợp bạn cần phải dùng đến BIOS đấy, tôi nói trước. Tôi nói đến đây thì tôi biết chắc là có nhiều người sẽ vô nói bảo: ôi giời, mẹ nó cần chó gì vào trong BIOS, đúng không? Cái thời buổi này cần đếch gì vào BIOS, cứ làm cái USB boot lên rồi vào là chạy phà phà. Ừ, chạy phà phà đi rồi có ngày chạy qua phà luôn nhá. Đấy, nói trước cho biết đấy. Rồi thì không liên thuyên nữa, nay mình sẽ chỉ cho các bạn vào trong BIOS. Thì nói trước cho các bạn này, BIOS ấy nó là cái gì? BIOS nó là một cái phần mềm để nó quản lý tất cả những cái phần cứng ở trên máy tính các bạn, chỉ đơn giản như vậy thôi à, không có gì hết. Là đối với cái laptop nó là như vậy, còn đối với máy bàn á thì là cái BIOS nó là quản lý hết cái mainboard các bạn nha. Đấy, thì là cái BIOS. Mỗi một cái máy ấy, nó sẽ có một cái BIOS khác nhau, cho nên không thể nói chung được. Thì mình chỉ mình ở đây mình có cái máy nào thì mình làm cái máy đó thôi, chứ mình cũng chả có tất cả những cái loại máy mà các bạn đang xài được. Không, ví dụ như bạn thì xài máy bàn, bạn thì xài laptop. Ví dụ như bạn xài laptop thì bạn thì xài HP, bạn xài Dell, bạn xài Lenovo, bạn xài Acer. Rồi, bạn xài máy bàn thì bạn thì xài Acer, bạn thì xài Gigabyte, bạn xài MSI, bạn thì xài vân vân mây mây rất là nhiều. Đấy. Thì thôi, tôi có máy nào thì tôi làm cái đó. Nói chung là tôi cho các bạn biết BIOS là cái gì thôi nha. Và sơ sơ trong BIOS và những cái từ ngữ các bạn cần phải nhớ khi mà vào trong BIOS để các bạn làm việc nhé. Rồi, ok. Thì cho các bạn coi này. Ở đây ấy, tôi có một cái máy cùi bắp hiệu Dell Precision M6500. Đấy. Thì tôi sẽ lấy cái máy này để tôi làm demo cho bạn coi luôn. Đây, tôi kéo cái máy quay xịt lại tí cho bạn coi nha. Xe quá các bạn không thấy được nào. Đây các bạn này. Cái máy này của tôi thì nó cùi bắp thôi chứ nó không có gì là ghê gớm cả. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi mở máy lên nha. Đây, ấn nút nguồn máy lên. Chiu. Rồi. Thì ở trên cái máy của tôi á, ấn vào BIOS là ấn F2. Khi mà các bạn mở máy lên á thì nó có rất là nhiều, mỗi máy nó có một cái loại nút khác nhau. Thì máy của tôi là ấn F2 để vào trong BIOS này, tôi đang ấn F2 này. Đấy, các bạn thấy tôi đang ấn cái nút F2 này, ấn liên tục. Đó, nó kêu tút một cái, nó vào trong cái giao diện của BIOS, các bạn thấy không? Đó, đây chính là cái giao diện của cái BIOS máy của tôi. Thì ngày xưa ấy thì thằng Dell cái giao diện BIOS của nó cũng củ chuối lắm. Nhưng mà về sau này rồi thì nó lại xài toàn cái BIOS kiểu này không. Cái BIOS kiểu này là nó gọi là cái BIOS giao diện mà UEFI ấy. Đấy.
Thì giao diện này thì nó trực quan hơn, chúng ta sử dụng được chuột ha, chúng ta lấy chuột, chúng ta rê chuột này đấy, rất là ngon lành đó. Còn ngày xưa thì chúng ta cứ phải dùng cái phím mũi tên lên xuống. Thì trong BIOS này ấy, các bạn chỉ cần quan tâm đến cái mục mà gọi là boot thôi nha. Nếu như các bạn là một người sử dụng không chuyên, sửa máy tính không chuyên, thì các bạn chỉ cần quan tâm mục boot thôi. Ở đây này, mình sẽ cho các bạn biết cái mục boot. Ở đây nó có mục boot này, boot sequence. Ví dụ trên máy của mình nó là boot sequence. Thì ví dụ như ấy, bạn muốn cho nó khởi động cái nào trước thì bạn sẽ qua đây bạn chọn. Ví dụ nhá, ví dụ như bạn cài Win đi, thì thường thường là bạn ví dụ bạn cài bằng USB, ha, hoặc là ổ CD. Thì ví dụ như là bạn cài bằng USB đi nha, cài bằng USB thì bạn sẽ chọn cái dòng mà có chữ USB này. Đó, bạn chọn đây, đúng không? USB đây, rồi bạn ấn cái mũi tên này này cho nó nhảy lên trên thôi. Đó, nhảy lên trên cùng này. Đấy, cái dòng mà có chữ USB này, bấm để cho nó nhảy lên trên cùng nha. Đấy, cứ bấm làm sao mà cho cái dòng có chữ USB này nó nhảy lên trên cùng là được. Đấy, USB đâu rồi? Là sao nó chút lên đây. Đấy, bấm lên nha. Đây này, USB. Đây USB này các bạn, đây USB đây. Cái dòng có chữ USB này các bạn ơi, bấm lên cho nhảy lên. Đây sorry các bạn nha, bấm nhầm. Đây cho lên trên như này. Đấy, nó cứ nằm ở trên cùng như này thì nó sẽ khởi động cái USB trước. Còn ví dụ như muốn boot CD thì chọn cái dòng chữ CD này. Rồi bấm nó nhảy lên trên trước. Đó, như vậy thì nó sẽ khởi động theo những cái mà chúng ta đã cài đặt. Nó đơn giản vậy thôi, sau đó các bạn ấn apply, lưu lại là xong. Rồi tiếp theo thì ở trong cái BIOS này các bạn sẽ biết được cái gì. Hôm bữa tôi có làm cái video mà tôi làm video mà tôi nghịch dạy đó, tôi gắn cái RAM 16GB vào cái máy cùi á. Thì tôi có kiểm tra trong BIOS là nó nhận rồi, nhưng mà một số bạn vào chửi tôi bảo là vào trong BIOS thì biết cái vẹo gì, vào trong đây thì biết cái LOL gì, DM nhà mày ngu như con cờ hó. Mày phải vào trong Win mới biết được chứ. Ơi, nói ra thì khổ lắm. Thế này, tôi chỉ cần vào trong BIOS là tôi đã biết rồi. Đấy, các bạn vào trong BIOS đó, các bạn chỉ cần tìm cái dòng mà System Information nha. Hầu như trên cái máy nào nó cũng có cái này. Một là nó ghi là System Information, hai là nó ghi là Information thôi. Đấy, các bạn tìm những cái thuật ngữ, cái dòng chữ, nó có dòng chữ như vậy. Bấm vào, coi này các bạn coi này. Đấy, bên này nó sẽ báo tôi hết. Ví dụ như RAM tôi bao nhiêu này. Đấy, trong này có bao nhiêu RAM. Rồi CPU của tôi là bao nhiêu. Đấy, ổ cứng của tôi là bao nhiêu, cái này nó có hết này. À đó, ví dụ như tôi có ổ cứng có 60GB của bắp nè, ổ DVD nè. Đó, nó còn báo tôi biết là cạc hình rời luôn nè các bạn. Nha. Cạc rời của tôi nè, đó. Ngon lành luôn. Chứ tôi cần deck thì tôi phải vào trong Windows làm gì, tôi coi ở trong BIOS này là được rồi. Bạn thấy giờ cái máy của tôi thậm chí nó còn báo được cả cái độ phân giải của các màn hình nữa nha, chứ không phải là giỡn đâu. Đấy. Đó thì trong BIOS á là các bạn thứ nhất là bạn quan tâm đến cái phần boot. Rồi thứ hai là coi cái phần system information để biết được cái thông tin của máy của các bạn là như thế nào. À, ví dụ như nhiều khi các bạn muốn biết máy của bạn là nó đang là như thế nào, phần cứng nó ra làm sao thì các bạn phải coi như vậy nha. Rồi tiếp theo nữa là các bạn có thể coi ở cái mục mà đâu rồi mình coi nào, nó sẽ có cái system config này, system config, và nó có cái mục là mình quên mất tiêu rồi, trong này nó có cái mục là đây, các bạn chờ mình chút xíu nha. Nó sẽ có cái mục là USB. Nếu mà các bạn không kích hoạt lên là các bạn sẽ không xài được. Đây các bạn chờ mình xíu. Nó nằm ở trong cái mục nào mình quên mất tiêu rồi. Đấy, cứ quên quên này là các bạn chửi chết luôn. À đâu rồi, các bạn chờ mình tí một chút xíu nha. Cái này nó tùy máy các bạn ạ, nó tùy máy. Mình chỉ cho các bạn biết là những cái từ nào mà ở trên những cái máy khác nó hay sử dụng, nó sử dụng cái từ đó nha. Chứ còn mỗi một máy nó sẽ có một cái chỗ khác nhau, chứ nó không có giống nhau hoàn toàn đâu các bạn ơi.
Nha, các bạn đừng có coi cái máy của mình rồi các bạn về các bạn tìm cái máy các bạn nó không có, các bạn lại vào các bạn DM mình thì phiền lắm. USB. Rồi, ở trong đây á, trong BIOS á, nó sẽ có những cái phần mà nó liên quan những cái phần USB này các bạn. Ví dụ như ở đây này, USB emulation. Thì ví dụ như các bạn tắt cái này đi á, các bạn tắt này đi thì khi các bạn gắn cái bàn phím R bên ngoài vào á, nó sẽ không cho các bạn xài đâu. Nha, nó không cho các bạn xài đâu, các bạn phải chọn vào đây để ví dụ các bạn có xài bàn phím R á thì gắn vào đây nó sẽ nhận được bàn phím R nha. Có một số bạn nói mình đó là sao em xài laptop mà em gắn bàn phím R vô giống như anh mà không xài được. Thì bạn chịu khó vào trong BIOS bạn chỉnh lại những cái mục này nha là ok à, không có gì đâu. Đấy, đơn giản lắm. Rồi tiếp theo các bạn chờ mình một tí. Đặc biệt ở trên laptop ấy, trên laptop hay bàn thì cũng vậy. Các bạn để ý này, nó có cái phần mà Virtualization Support này. Cái phần này ấy, là để nó hỗ trợ cho các bạn cài máy ảo ấy. Nha, các bạn coi, các bạn chọn những cái phần này này. Đấy, các bạn nhớ phải enable hết lên nha. Enable hết những cái phần này lên. Nói chung là cái phần mà Virtualization này này, các bạn phải enable lên. Không thôi á, khi mà các bạn cài những phần mềm máy ảo trên máy á, nó sẽ không có cài được nha. Đấy, cái này là cần thiết cho những bạn mà hay xài máy ảo á. Rồi, tiếp theo, để mình coi lại coi. Nó có nhiều mục lắm, mình nói sơ cho các bạn biết thôi chứ còn trong này nó có rất là nhiều mục, nó có rất rất là nhiều mục luôn. Và mỗi một máy nó sẽ có những cái mục khác nhau các bạn nha. Chứ nó không có giống nhau hoàn toàn. Thì các bạn để ý cho mình những cái mục như vậy để khi mà các bạn có cài máy á, mà lỡ máy các bạn mà nó bị cái vấn đề gì thì các bạn sẽ vào trong đây các bạn chỉnh lại như vậy thôi là ok. Đâu rồi mình coi xem còn phần nào nữa mình sẽ chia sẻ các bạn nha. Rồi các bạn nhớ ở trong laptop á, thường thường nó sẽ có cái mục là fast boot này các bạn, chữ fast boot hoặc là quick boot. Các bạn nhớ những cái mục này á, các bạn sẽ enable nó lên. Thì như trên laptop á, nó sẽ có thường thường nó có những lựa chọn này này. Thì ở đây nó có cái lựa chọn hết luôn rồi, nó giải nghĩa này. Thì mình đang chọn cái phần là minimal này là cái phần tốt nhất. Còn thường thường ở những cái máy khác á, là nó chỉ có enable và disable thôi. Thì bạn nhớ nếu mà nó có enable và disable thì bạn nhớ enable nó lên. Thì nó sẽ giúp cho cái máy của bạn nó khởi động nhanh hơn nha. Còn nếu mà cái phần này mà đang tắt đi á là nó khởi động chậm lắm. Đâu, coi còn gì nữa không nha. Rồi ok các bạn ơi, đó thì trong cái bài ốt nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thì sau khi mà làm xong á, các bạn nhớ lưu nó lại và thoát ra để cho nó chấp nhận những cái cài đặt của các bạn nha. Đó. Thì cái video này chỉ muốn chia sẻ các bạn một chút xíu như vậy thôi. Trong cái BIOS á, thì mỗi một máy nó khác nhau cho nên là mình có nói nhiều á, thì nó cũng không có được cái gì lợi ích cho lắm. Mình chỉ nói sơ qua như vậy thôi để cho các bạn biết cái BIOS là như vậy. Thì nếu như mà máy các bạn mà gặp trục trặc mà BIOS của các bạn mà khác của mình á, mà các bạn muốn mình giúp đỡ thì các bạn có thể là chụp hình cái BIOS lại rồi gửi email cho mình nha. Mình sẽ cố gắng mình sắp xếp để mình hỗ trợ cho các bạn. Thì cái video này xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.